Chào mừng quý vị và các bạn đã quay trở lại với chương trình tin tức của chúng tôi ngày hôm nay. Kính thưa quý vị và các bạn thân mến, ai đã dâng ba khu đất quốc phòng đất đỏ nhất ở thành phố Sài Gòn vào miệng các cá mập bất động sản? Trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh, ba khu đất vàng gồm số 2, số 7, 9, số 9, 11 Tô Đức Thắng, quận 1, thành phố Hồ Chí Minh do quân chủng Hải quân Bộ Quốc phòng quản lý đã bị xử lý trong vụ án liên quan đến nguyên Thứ trưởng Bộ Quốc phòng Nguyễn Văn Hiến, lĩnh án 4 năm tù giảm. Do buôn lỏng quản lý, ba khu đất này lần lượt rơi vào tay doanh nghiệp tư nhân, không qua đấu giá gây thất thoát hàng ngàn tỷ Việt Nam đồng. Đầu năm 2020, vụ án xét xử nguyên Thứ trưởng Bộ Quốc phòng Nguyễn Văn Hiến liên quan đến ba khu đất vàng nói trên – nhận được sự quan tâm đặc biệt của dư luận xã hội, nhất là việc làm rõ quá trình hô biến đất quốc phòng vào tay tư nhân, gây thất thoát tài sản nhà nước. Theo Viện Kiểm sát, Quân sự Trung ương, Công ty trách nhiệm hữu hạn, trách nhiệm hữu hạn một thành viên dịch vụ du lịch biển đảo Hải Thành, gọi tắt là Công ty Hải Thành, thuộc quân chủng Hải quân được giao quản lý ba khu đất số 2, số 7 và 9, số 9, 11 Tôn Đức Thắng nhưng lần lượt đã mang giá trị quyền sử dụng đất làm vốn góp liên doanh với công ty khác để triển khai dự án căn hộ cao tầng cho thuê trái với chỉ đạo của Bộ Quốc phòng cũng như trái với pháp luật đất đai. Tại khu đất số 2 Tôn Đức Thắng, công ty Hải Thành đã mang giá trị quyền sử dụng đất của 1.215m2 chỉ với giá 187 tỷ Việt Nam đồng để liên danh với công ty Cảnh Hưng thành lập công ty làm dự án. Sau đó, công ty làm dự án đã mua bán gần hết số cổ phần cho công ty tư nhân trong nước hoặc công ty liên danh với nước ngoài, dẫn đến doanh nghiệp quốc phòng mất quyền kiểm soát dự án, không đảm bảo lợi nhuận cũng như gây thất thoát tài sản của nhà nước. Hiện nay trên khu đất này đã xây dựng tòa nhà 27 tầng nổi theo Viện Kiểm sát Quân sự Trung ương. Vào thời điểm tháng 11 năm 2018, khu đất số 2 Tôn Đức Thắng có giá trị 530 tỷ Việt Nam đồng. Tuy nhiên, tính đến theo giá đơn giá giao dịch thực tế hiện nay và giá các công ty tư vấn giá bất động sản đưa ra thì tuyến đường Tôn Đức Thắng quận nhất có giá 756 triệu đồng trên một mét vuông như vậy, khu đất này ít nhất cũng 918 tỷ việt nam đồng. Tương tự, khu đất 7 và 9 đôn Đức Thắng, diện tích 3.531 mét vuông, năm 2009 Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh duyệt giá trị quyền sử dụng đất khu đất là 504 tỷ việt nam đồng. Công ty Trách nhiệm hữu hạn Sản xuất Thương mại và Dịch vụ Yên Khánh đã xin quân chủng Hải quân hợp tác kinh doanh với công ty Hải Thành để thành lập công ty làm dự án là công ty Yên Khánh Hải Thành và được chấp thuận. Công ty Hải Thành đã mang giá trị sử dụng đất ở khu đất này là 504 tỷ Việt Nam đồng làm vốn góp liên danh hợp tác. Sau khi nhận khu đất 79 thôn Tôn Đức Thắng Công ty trách nhiệm hữu hạn sản xuất, thương mại và dịch vụ Yên Khánh đã tiến hành các thủ tục gian dối để chuyển đổi quyền sử dụng đất đã cấp cho công ty Hải Thành sang công ty Yên Khánh, Hải Thành rồi thế chấp ngân hàng chiếm đoạt hơn 525 tỷ Việt Nam đồng. Đáng chú ý, công ty Hải Thành đã đàm phán với bà Trần Thị Lâm, giám đốc công ty trách nhiệm hữu hạn Mai Anh. Bà Trần Thị Lâm hiện là chủ tịch Hoa Lâm Group sau đó hai bên ký kết thành lập công ty trách nhiệm hữu hạn dịch vụ Mai Thành, gọi tắt là công ty Mai Thành, làm dự án cao tốc đa chức năng tại khu đất số 9 và 11 Tôn Đức Thắng, diện tích 1.917m2. Giá trị ban đầu của khu đất 9 và 11 Tôn Đức Thắng được xác định là 248 tỷ Việt Nam đồng. Về sau, công ty Mai Thành chuyển nhượng một phần vốn điều lệ cho công ty cổ phần đầu tư TCO Việt Nam. Hệ quả là doanh nghiệp quốc phòng chỉ giữ phần nhỏ vốn điều lệ. Mọi hoạt động của công ty liên doanh làm dự án đều do các đối tác khác trong công ty liên doanh điều hành, quản lý. Chỉ tính theo con số các đối tác khác và viện kiểm sát quân sự trung ương đưa ra trong cáo trạng thì vào tháng 11 năm 2018, khu đất 9 và 11 Tôn Đức Thắng có giá gần 550 tỷ Việt Nam đồng. Còn theo tính toán của một số công ty tư vấn bất động sản và giao dịch thực trên thị trường khu đất 9 và 11 Tôn Đức Thắng trị giá 1.449 tỷ Việt Nam đồng. Mặc dù hiện nay công ty Hải Thành vẫn còn giữ 23,63% vốn điều lệ ban đầu là đơn vị đứng tên trong giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà, ở và tài sản khác gắn liền với đất. Nhưng về sau, cơ quan chức năng thành phố Hồ Chí Minh đã cấp đổi sang cho công ty cổ phần đầu tư TCO Việt Nam và công ty Mai Thành. Như vậy, nhà nước không những đã phải mất đi một khoản tiền lớn nếu khu đất được đem ra bán đấu giá công khai ngay từ đầu mà còn vô cùng gian nan trong việc giải quyết hậu quả. Bởi lẽ hiện nay, trên khu đất này đã mọc lên tòa nhà 34 tầng đang được cho thuê làm văn phòng. Thưa quý vị và các bạn, Cựu Thứ trưởng Bộ Quốc phòng Nguyễn Văn Hiến khai gì về việc để mất ba khu đất vàng? Cựu Thứ trưởng Bộ Quốc phòng Nguyễn Văn Hiến thừa nhận đã có khuyết điểm thiếu sót và thiếu sát sao quyết liệt khi tin tưởng công ty dịch vụ và du lịch biển đảo Hải Thanh là đơn vị thuộc Hải quân mang ba khu đất đi làm kinh tế từ năm 2006 đến năm 2010. Trong vụ án, cựu Thứ trưởng Bộ Quốc phòng Nguyễn Văn Hiến bị xác định không kiểm tra tin tưởng cấp dưới nên đã ký, phê duyệt đưa ba khu đất quốc phòng vào làm liên doanh kinh tế. Ông Hiến cũng không nắm được quy định về nộp tiền sử dụng đất gây hậu quả, làm cho hải quân mất đi quyền sử dụng ba khu đất trong 49 năm, thiệt hại cho ngân sách số tiền 939 tỷ Việt Nam đồng. Ngày 14 tháng 5 vừa qua, Ban chấp hành Trung ương đã ra quyết định khai trừ đảng đối với ông Nguyễn Văn Hiến. Tại phiên tòa, Hội đồng xét xử tập trung xét hỏi bị cáo Nguyễn Văn Hiến về việc thiếu trách nhiệm khiến lực lượng hải quân mất đi khu đất quốc phòng tại số 2, số 7 và 9 và số 9 và số 11 đường Tô Đức Thắng, thành phố Hồ Chí Minh. Bị cáo Nguyễn Văn Hiến khai công ty dịch vụ và du lịch biển đảo Hải Thành là đơn vị thuộc Hải quân, Thời điểm công ty Hải Thành mang 3 khu đất đi làm kinh tế từ năm 2006 đến năm 2010, ông Hiến đang giữ chức vụ tư lệnh quân chủng hải quân. Bị cáo Hiến nói lý do cho phép mang đất đi làm kinh tế. Tôi nhớ thành phố Hồ Chí Minh đề nghị nội dung hải quân có khu đất Tôn Đức Thắng cần chỉnh trang đô thị. Anh Vũ Văn Khánh, giám đốc công ty Hải Thành đã mất năm 2015 nắm bắt ý kiến đó đề xuất chủ trương hợp tác kinh tế. Quân chủng hải quân cũng có nhu cầu nâng cao đời sống bộ đội, hải quân rất kham khổ. Về việc bản chất của các hợp đồng liên danh thực chất là cho thuê đất, bị cáo Nguyễn Văn Hiến cho biết, cho đến khi cơ quan điều tra có ý kiến về thuê đất, tôi mới nghĩ như vậy còn trong đầu tôi chỉ nghĩ là liên danh, trong hợp đồng cũng không có chữ cho thuê nào mong tòa xem xét. Hội đồng xét xử hỏi bị cáo Nguyễn Văn Hiến, tư lệnh quân chủng hải quân có quyết định được đưa các khu đất này vào làm kinh tế không? Bị cáo Hiến trả lời, không đủ thẩm quyền. Hội đồng xét xử tiếp tục hỏi đảng ủy quân chủng hải quân có đủ thẩm quyền quyết định không? Bị cáo Hiến nói, đảng ủy quân chủng hải quân cũng không đủ thẩm quyền mà phải xin phép cơ quan cấp trên. Tiếp đó, hội đồng xét xử đặt câu hỏi bị cáo có biết việc công ty Hải Thành mang đất cho thuê nhưng không nộp tiền về cho quân chủng hải quân. Bị cáo Nguyễn Văn Hiến khai nộp tiền là chuyên môn của tài chính. Bị cáo Nguyễn Văn Hiến cũng thừa nhận mình đã sai khi tin tưởng ở Hải Thành. Nhận xét về hành vi của mình, bị cáo Hiến nói tôi đã xác nhận với cơ quan kiểm sát và giờ là tòa án Tôi có khuyết điểm thiếu sát sao quyết liệt. Tôi đã không kiểm tra cho họp để thực hiện chỉ đạo thường vụ nhưng không truy đến cùng. Tôi xin nhận khuyết điểm. Thưa quý vị và các bạn, cả ba khu đất vàng này đều nằm ngay sát mặt tiền đường Tôn Đức Thắng, trung tâm quận nhất thành phố Hồ Chí Minh. Hai khu đất số 2 số 3 khu đất này đang là cao ốc văn phòng cho thuê. Tại kỳ họp thứ 44, Ủy ban Kiểm tra Trung ương đề nghị Bộ Chính trị, Ban chấp hành Trung ương xem xét thi hành kỷ luật khai trừ ra khỏi đảng đối với ông Nguyễn Văn Hiến, cựu Thứ trưởng Bộ Quốc phòng. Trước đó, Bộ Chính trị quyết định thi hành kỷ luật Đô đốc Nguyễn Văn Hiến bằng hình thức cách chức các chức vụ ủy viên Đảng ủy quân sự Trung ương nhiệm kỳ 2005-2010, ủy viên Ban chấp hành Đảng bộ quân chủng hải quân nhiệm kỳ 2005-2010. Theo tài liệu mà Tiền Phong có được, cựu thứ trưởng Nguyễn Văn Hiến liên quan sai phạm 3 khu đất vàng trên đường Tô Đức Thắng, quận Nhất, thành phố Hồ Chí Minh. Các khu đất liên danh đó là số 2, số 1, 1A, 2 và số 7 và số 9, số 9 và 11, số 11 và 13 đường Tô Đức Thắng, quận Nhất, thành phố Hồ Chí Minh, gọi tắt là các khu đất 2, số 7, 9, số 9, số 11 đây là các khu đất có nguồn gốc đất quốc phòng thuộc quyền quản lý của quân chủng Hải quân. Ngày 21 tháng 5, Hội đồng xét xử đã tuyên án trong phiên tòa sơ thẩm vụ án Đinh Ngọc Hệ và đồng phạm bị truy tố về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản, điều 174 Bộ luật hình sự năm 2015, vi phạm các quy định về quản lý đất đai. Điều 229 Bộ Luật Hình Sự năm 2015 Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng trong Điều 360 Bộ Luật Tố Tụng Hình Sự năm 2015 Theo đó, tòa đã tuyên án bị cáo Nguyễn Văn Hiến 4 năm tù về tội thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng Về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản, tòa tuyên phạt các bị cáo Đinh Ngọc Thệ Nguyên Phó Tổng Giám đốc Tổng Công ty Thái Sơn Bộ Quốc phòng Chủ tịch Hội đồng Quản trị Tổng giám đốc công ty cổ phần Phát triển Đầu tư Thái Sơn, Bộ Quốc phòng 25 năm tù. Tổng hợp bản án trước là 30 năm tù. Phạm Văn Diệt, nguyên tổng giám đốc điều hành công ty cổ phần Tập đoàn Đức Bình, giám đốc điều hành công ty trách nhiệm hữu hạn sản xuất thương mại dịch vụ Yên Khánh 15 năm tù. Vũ Thị Hoàn, nguyên giám đốc Công ty trách nhiệm hữu hạn Sản xuất Thương mại Dịch vụ Yên Khánh, giám đốc Công ty trách nhiệm hữu hạn Yên Khánh Hải Thành, 7 năm tù. Về tội Vi phạm các quy định về quản lý đất đai, tòa tuyên phạt các bị cáo Bùi Như Thiềm, nguyên trưởng phòng Kinh tế Quân chủng Hải quân 9 năm tù, Bùi Văn Nga, nguyên giám đốc Công ty trách nhiệm hữu hạn Một thành viên Dịch vụ và Du lịch biển Hải Thành, Quân chủng Hải quân 8 năm tù. Đoàn Mạnh Thảo, Nguyên trưởng phòng Tài chính, Quân chủng Hải quân 7 năm tu, Trần Trọng Tuấn, Nguyên phó giám đốc công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên dịch vụ và du lịch biển đảo Hải Thanh, quân chủng Hải quân, 4 năm tù. Hội đồng xét xử nhận định hành vi cho thuê đất quốc phòng của các bị cáo đã vi phạm quy định pháp luật khiến cho quân chủng Hải quân mất quyền quản lý 3 khu đất 2, và số 7, số 9, số 9, số 11, đường Tô Đức Thắng, thành phố Hồ Chí Minh. Giá trị quyền sử dụng đất ba khu đất này là 939 tỷ Việt Nam đồng. Do đó, hành vi của các bị cáo như Bùi Như Thiềm, Bùi Văn Nga, Đoàn Mạnh Thảo, Trần Trọng Tuấn đã phạm vào tội vi phạm quy định về quản lý đất đai hành vi của bị cáo nguyễn văn hiến thời điểm đó là tư lệnh quân chủng hải quân có vai trò cao nhất trong quản lý đất đai nhưng không làm hết chức trách nhiệm vụ của mình thiếu kiểm tra đôn đốc các cán bộ cấp dưới và thiếu kiểm tra tính hợp pháp không chỉ đạo kiểm tra năng lực và đối tác nên đã ký tờ trình đưa ba khu đất vào làm kinh tế trái quy định bị cáo không kiểm tra theo ý kiến chỉ đạo của bộ quốc phòng về việc không góp vốn bằng quyền sử dụng đất tháng 8 năm 2011, bị cáo có thành lập đoàn kiểm tra của quân chủng hải quân nhưng không có biện pháp chỉ đạo hoàn thiện các thủ tục pháp lý hay chấm dứt đối với các dự án sai phạm. Hành vi của bị cáo đã đủ yếu tố phạm để phạm tội và trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng. Hội đồng xét xử xác định bị cáo Nguyễn Văn Hiến hành vi tội nghiêm trọng xâm phạm đến tính đúng đắn trong quản lý đất quốc phòng. Ngoài ra còn gây dư luận xấu ảnh hưởng đến hình ảnh của bộ cấp cao trong hải quân nên phải xử lý nghiêm. Các bị cáo Đinh Ngọc Hệ, Phạm Văn Duyệt, Vũ Văn Vũ Thị Hoan được xác định đã có hành vi gian dối giả mạo chữ ký để chuyển quyền sử dụng đất từ công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên dịch vụ và du lịch biển đảo Hải Thanh sang công ty trách nhiệm hữu hạn Yên Khánh Hải Thanh, sau đó thế chấp vay vốn ngân hàng. Thưa quý vị và các bạn, nói đến khu đất quốc phòng rơi vào tay tư nhân, theo có trạng các khu đất nêu trên thuộc quân chủng Hải quân. Ngày 13 tháng 3 năm 2006, thường vụ Đảng ủy Quân chủng Hải quân đã họp và nhất trí phương án hợp tác kinh doanh và giao cho chuẩn đô đốc Lê Văn Đạo trực tiếp chỉ đạo. Theo đó, công ty Hải Thành phối hợp với các cơ quan chức năng đề xuất tổ chức thực hiện hợp tác kinh doanh các doanh nghiệp trên ba khu đất này nhưng bảo đảm đúng quy định của pháp luật và có lợi cho quần chúng. Đầu tháng 10 năm 2006, Thành ủy, Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh đã chấp thuận chủ trương để lại toàn bộ tiền sử dụng đất cho Bộ Tư lệnh Hải quân để chi phí giải phóng mặt bằng nếu có và đầu tư xây dựng doanh trại hoặc cơ sở phúc lợi cho các đơn vị hải quân. Quá trình thực hiện các bị can như bùi như thiềm nguyên trưởng phòng kinh doanh quân chủng hải quân bùi văn nga nguyên giám đốc công ty hải thành đoàn mạnh thảo nguyên trưởng phòng tài chính quân chủng hải quân đã đề xuất với thường vụ đảng ủy bộ tư lệnh quân chủng hải quân và trực tiếp thực hiện các phương án chuyển mục đích sử dụng đất ba khu đất trên từ đất quốc phòng sang đất làm kinh tế trái quy định về quản lý đất đai Cụ thể, mặc dù quân chủng hải quân chưa có báo cáo đề nghị Bộ Quốc phòng trình Thủ tướng Chính phủ xem xét phê duyệt điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất, nhưng Thiềm Thảo đã trình thường vụ Đảng ủy quân chủng hải quân xin ý kiến để ký các hợp đồng liên doanh liên kết xây dựng cao ốc văn phòng cho thuê trong thời hạn từ 45 đến 49 năm với mức khoán từ 4,5 đến 5 5.000 đô được đô la một tháng trên một mét vuông suốt thời gian liên danh. Ông Nguyễn Văn Hiến khi đó là tư lệnh quân chủng hải quân đã ký nhiều văn bản đề nghị Bộ Quốc phòng và các cơ quan liên quan xin chuyển mục đích sử dụng đất quốc phòng, đưa ba khu đất vào hợp tác kinh doanh xây dựng cao ốc văn phòng cho thuê. Thủ trưởng Bộ Quốc phòng nhất trí về chủ trương nhưng chỉ đạo không được góp vốn bằng giá trị quyền sử dụng đất vì sẽ bị mất đất. Tuy nhiên, với sai phạm của các bị can cả ba lô đất này đều đã rơi vào tay của tư nhân. Tại lô số 2 tháng 7 năm 2006, ông Hiến ký quyết định giao cho công ty Hải Thành sử dụng vào mục đích hợp tác liên doanh làm kinh tế với công ty Cảnh Hưng để thành lập công ty trách nhiệm hữu hạn liên danh Cảnh Hưng Hải Thành với vốn điều lệ 15 triệu đô la. Công ty Hải Thành 10%, công ty Cảnh Hưng 90% trong thời hạn 49 năm. Tháng 11 năm 2007, đoàn Mạnh Thảo ký báo cáo giải trình về 3 phương án cho công ty Cảnh Hưng thuê đất số 2 gửi cho Ủy viên thường vụ Đảng ủy, Thủ trưởng Bộ Tư lệnh Hải quân, Thường vụ Đảng ủy Bộ Chính trị và quân chủng hải quân. Phiên họp mở rộng đã nhất trí theo phương án chuyển sang hình thức liên doanh góp vốn. Sau đó ngày 17 tháng 12 năm 2007, Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh phê duyệt giá trị khu đất số 2 là 187 tỷ Việt Nam đồng, công ty Hải Thành nộp vào ngân sách nhà nước khi khu đất làm dự án. Bị can Thảo đã trình trong hiến ký các văn bản Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh xin được ghi thu, ghi chi tiền sử dụng khu đất số 2 với nội dung việc nộp số tiền chuyển quyền sử dụng đất khu số 2 là 187 tỷ Việt Nam đồng vào tài khoản tạm giữ tại kho bạc nhà nước là rất khó khăn đối với kinh phí của Bộ Tư lệnh Hải quân và công ty Hải Thành. Đề nghị Ủy ban dân thành phố Hồ Chí Minh xem xét giải quyết ghi thu ghi chi Số tiền này vào thẳng tài khoản của quân chủng Hải quân. Sau đó quân chủng Hải quân sẽ chi cho công ty Hải Thành để tạo một phần vốn đầu tư dự án. Khi dự án đưa vào hoạt động, Bộ Tư lệnh quân chủng Hải quân công ty Hải Thành chuyển toàn bộ tiền thu được về Bộ Tư lệnh sử dụng đúng theo quy định của nhà nước. Từ văn bản trên Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh đã trình Bộ Tài chính và được Bộ Tài chính thống nhất đồng ý. Ngày 1 tháng 5 năm 2008, các bên ký hợp đồng góp vốn xác định giá trị vốn của công ty Hải Thành là 187 tỷ Việt Nam đồng bằng giá trị quyền sử dụng đất khu đất số 2 với thời hạn 49 năm. Hiện công ty Cảnh Hưng Hải Thành xây dựng tòa nhà 27 tầng nổi, 4 tầng hầm, đã hoàn thiện 9 tầng đang cho thuê và làm văn phòng. Đồng thời, công ty Cảnh Hưng đã bán hết cổ phần cho một số đối tác chiếm 90% giá trị góp vốn. Thế nhưng đến nay, công ty Hải Thành chưa nộp về quân chủng hải quân số tiền sử dụng đất 187 tỷ Việt Nam đồng. Tương tự, lô đất tại địa chỉ số 9 và 11 Tôn Đức Thắng vốn được Bộ Quốc phòng giao cho công ty Hải Thành quản lý. Công ty Hải Thành đã ký biên bản ghi nhớ với công ty Mai Anh thực hiện dự án xây dựng cao ốc đa chức năng tại đây với thời hạn 49 năm. Để thực hiện dự án, hai bên ký hợp đồng liên danh, thành lập công ty trách nhiệm hữu hạn Mai Thành, vốn điều lệ 15 triệu đô la, công ty Hải Thành 10% và công ty Mai Anh góp 90%. Công ty Mai Anh đảm bảo thanh toán cho công ty Hải Thành một khoản thu nhập ổn định hàng năm không phụ thuộc vào kết quả kinh doanh của công ty liên danh là 115.032 đô la một năm. Khi liên danh đi vào hoạt động thì khoản thu nhập này do công ty liên danh thanh toán cho công ty Hải Thành giá trị quyền sử dụng đất khu đất số 9 và 11 Tôn Đức Thắng do Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh phê duyệt là 248 tỷ Việt Nam đồng. Cũng với cách thức như trên, số tiền sử dụng đất này được chuyển cho quân chủng hải quân sử dụng. Ngày 8 tháng 9 năm 2008, Ủy ban dân thành phố Hồ Chí Minh cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất khu đất 9 và 11 Tôn Đức Thắng cho công ty trách nhiệm hữu hạn Hải Thành. Mục đích sử dụng là đất cơ sở sản xuất kinh doanh thời hạn sử dụng 50 năm. Sau đó, công ty Hải Thành và công ty Mai Anh ký phụ lục sửa đổi hợp đồng liên doanh, Xác định vốn điều lệ của công ty liên doanh là 510 tỷ Việt Nam đồng, công ty Hải Thành góp 248 tỷ bằng giá trị quyền sử dụng đất tương ứng với 48,64% và thời hạn là 50 năm. Công ty Mai Anh góp 261 tỷ đồng tương đương với 51,36%. Theo đề nghị của công ty Hải Thành ngày 28 tháng 11 năm 2013, Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh cấp đổi giấy chứng nhận quyền sử dụng đất từ công ty Hải Thành sang công ty trách nhiệm hữu hạn Mai Thành. Sau khi liên doanh đi vào hoạt động đến tháng 12 năm 2009, các bên ký điều lệ công ty trách nhiệm hữu hạn Mai Thành sửa đổi, xác định vốn điều lệ công ty liên doanh là 1.050 tỷ Việt Nam đồng. Trong đó, công ty Hải Thành giữ nguyên số vốn công ty Mai Anh chuyển nhượng một phần vốn điều lệ cho công ty TCO Việt Nam. Công ty Mai Anh còn 276 tỷ đồng, chiếm 26,37%. Công ty TCO 525 tỷ đồng, chiếm 50% vốn điều lệ. Sau đó, Ủy ban dân thành phố Hồ Chí Minh kiếp cấp đẩy đổi giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất sang công ty TCO và công ty trách nhiệm hữu hạn Mai Thành. Công ty trách nhiệm hữu hạn Mai Thành đã xây dựng xong tòa nhà 34 tầng hiện đang cho thuê làm văn phòng. Đến nay, công ty Hải Thành chưa nộp về quân chủng hải quân số tiền sử dụng đất 248 tỷ Việt Nam đồng. Xin chân thành cảm ơn thời gian theo dõi của quý vị và các bạn đã dành cho chương trình của chúng tôi đến phút cuối. Hãy để lại những lời bình luận góp ý ở bên dưới video để giúp cho chúng tôi thực hiện các chương trình kế tiếp một cách tốt hơn. Hãy bấm nút chia sẻ để cho thông tin được lan tỏa đến với nhiều người hơn. Hãy bấm nút đăng ký để trở thành thành viên tích cực của kênh. Và đừng quên bấm vào hình của chuông bên cạnh nút đăng ký để nhận được những thông báo nhanh nhất, sớm nhất về các chương trình của chúng tôi sắp phát hành. Xin chân thành cảm ơn và hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong các chương trình kế tiếp của chúng tôi.